Dạ, con xin kính chào tất cả quý cô chú. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh. Thì hôm nay con mời quý cô chú cùng với con mình ghé lại vườn của anh Chọn nữa quý cô chú ơi, tại xã Mỹ Thành Trung của huyện Tân Bình, tỉnh Vĩnh Long hé cô chú, để mình tham khảo giao lưu một số cái mẫu cây của anh. Thì anh Chọn lúc nào cũng lựa chọn những cái cây cũng khá là độc đáo để giao lưu cùng với quý cô chú anh chị gần xa. Rất mong quý cô chú yêu mến và ủng hộ cho anh ha. Anh cũng có cây khế ở đầu ngõ rất là đẹp nè quý cô chú. Mình có nhu cầu mình cứ liên hệ với cái anh ha. Cây này đó, cây này dáng bay bay, trái nó sổ xuống à, nhìn rất là bắt mắt luôn á, ngay cổng vào luôn đó. Thì thôi để con mời quý cô chú mình cùng vô nhà đi, mình giao lưu với anh ha. Dạ rồi, em chào anh Chọn ơi. Rồi xin kính chào cô chú anh chị đang xem kênh Bonsai Lộc Tỉnh miền Tây. Hôm nay em cũng mới sưu tầm về một số cây để giao lưu cùng anh em. Thì đầu clip cũng không quên cảm ơn anh em đã ủng hộ em những clip vừa qua. Giờ hôm nay gồm những cái gì thì mời anh em chú bác mình vào chi tiết để không làm mất thời gian. Dạ, đa dạng hết trơn anh ha, đa dạng các mặt hàng, đầy đủ đồ chơi luôn, cô chú lớn nhỏ gì có đầy đủ hết luôn. Cầm tay cũng có, bưng bê cũng có. Nói chung là rồi, đầu tiên là một cây me đi. Quái, hàng độc thì cũng có. Rồi cây me anh ha, đưa cái đó xuống luôn. Đầu tiên là cây me. Dạ, quý cô chú yêu mến kênh, xin mời đăng ký ủng hộ hết quý cô chú. Đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để xem nhanh những clip một giao lưu. Cây me chua, me chua được nuôi tay cành rất là lớn ha. Đây. Dạ, cây me anh ha. Bài mình hết rồi nè. Cây me. Bài mình đã lắc quý cô chú. Từ cây phôi mình nuôi được cốt cành ngón tay cái gì cũng mất không dưới 3 năm á. Dạ. Một cây me dáng bài. Thân lắc dáng bài, cây này rất thích hợp cho anh em mà về phối vô làm tiểu cảnh hoặc là trồng vô hồ cá coi cũng rất là đẹp. Đây, mặt tiền nó ở đây. Dạ. Cái dáng nó lả lướt quá anh ha, thấy nó quyển chuyển lả lướt của cô chú. Rồi cây này đâu còn thân eo nhỏ cái này nè, 24. Dạ rồi. Thôi cũ đây. Nó 37. Dạ. Cây có chiều cao là 55, tổng tán ngàn nó 60. Dạ. À, đế sao à? Đế cây này đế cũng thường thôi chứ cũng không có đẹp gì mấy, chảy ra vậy luôn anh ha. Đây, theo cái dáng luôn anh ha. Có hai cọng đế chính nè, đế. Dạ. Lết cũng như là con thú vô. Đây con cọng cắm xuống nè. Dạ rồi. Dạ, cây me mã số 1 anh ha. Rồi, cây me mã số 1 này em xin giao lưu với giá là 2,2 triệu, em bao ship toàn quốc không có chậu. Cái này thì chắc nó thuần rồi anh ha. Cái này thuần chậu rồi. Này mình dỡ lên bình thường anh ha. À rồi. 2,2 triệu quý cô chú ơi. Chậu thì anh em mình yên tâm á, sống rất là khỏe. Bao ship toàn quốc luôn. Dạ, số điện thoại con để trên tiêu đề hoặc trên màn hình ha quý chú, mình giao lưu mình gọi cho anh Chọn giúp con. Dạ, tiếp tục hàng gì đây anh? Cây gì đây? Đây là một cây sam núi trái. Sam núi trái anh ha. Cây này có đường thân co lắc rất là đẹp ha. Dạ. Dạ cây dữ lắm rồi. Chiếc chi, nói chung là chi nào ra chi nấy anh ha. Cây này cũng thường chậu, cây này về anh em có thể là trồng dán đổ cũng được nè. Đó. Rồi dán đổ cũng được. Dạ. Đổ cũng được, bay cũng được anh ha. Rồi. Cây này em đo về nó 10 hơn 13 tính 12 thôi. Dạ. Tổng chịu đổ nó 39. Được cái uống chiếc chi à. Dạ rồi. Ta vậy. Rất là gọn gàng ha cô chú. Rồi giá luôn à, anh Chọn ơi. Rồi cây sam núi trái mã số 2 này em cho lưu với giá là 800.000, bao ship toàn quốc, bao nguyên vậy luôn. Rồi này, tặng là cái quả bánh à. Tặng cái hộp bánh luôn. Dạ 800 ha cô chú. À, cây già cây lắm rồi. Rồi đổi luôn giúp em. Dạ tiếp tục luôn. Thứ ba là một cây mai chú thủy. Rồi mai chú thủy, cái dáng cái này là gọi là cái gì anh? Dáng này không biết dáng gì nữa. Phong chanh hả? Coi trong mạng thấy bonsai Trung Quốc nó cũng giống vậy mới mua cái này về nè. Dạ. Giống bonsai Trung Quốc. Phong chanh văn nhân cũng được của chú ha. Dáng văn nhân. Văn nhân có thêm có cây tử ở dưới. Cây này là cây nu gò công mà. Dạ, à, quá đẹp của chú ha. Nói chung là nó đơn giản lắm nhưng mà nhìn nó rất là khác biệt. Thủy lùng lực bây giờ thì nó tràn lan đại hải rồi.
Dạ. Anh chơi cây ốm nhách cao nhộng gì đi, ít đụng hàng. Dạ đúng rồi. Anh dừng dừng lại cho em coi cái nu. Nu thì nó nu đều từ ở trên xuống dưới luôn anh ha. Từ dưới lên trên luôn. Không có thiếu cái khoảng nào, nó mà nó đều khoảng lắm của cô chú ha. Đặc biệt cây này thân nhỏ rồi nhưng mà có cái củ nè. Củ giống thú, giống hai con chó nào cũng bỏ hai cái giò lên trước nè. Dạ rồi. Ôm cây tử. Rồi đo giúp em luôn. Hoành thân. Cái này đúng là phong cách đó quý vị. 14. Dạ, 14. Phần củ này thì lớn lắm, cầm tay không dắt mà. Dạ. Cái cây tử này bằng cây dứt bích mình thôi. Rồi, chiều cao. Chiều cao là 1m35. Cao 1m35 hả quý chú? 35. Cây này chiếc cũng hơi căng à. Ở trên thì nó có mấy cái chi vậy này thôi anh ha, mới làm. Mới định hình thì vậy thôi. Mà đặc biệt là cao 1m35 mà nó nu hết trơn 1m35 luôn anh ha. Đúng hết, từ dưới lên tới ngọn luôn. Dạ. À, dạ, cái cây mai chiếu thủy này giá sao đây anh? Cây mã số 3 này em giao lưu với giá là 1.3 triệu. Bao ship toàn quốc. Toàn quốc luôn? Toàn quốc. Rồi anh cho em vòng cái đế ra cho tròn. Cây này có cái củ này đẹp lắm. Dạ, cái củ thì ok quý chú. Để đo thử cái chiều dài của củ này. Dài nó 1 tấc 2. Dạ. Dài củ đặt vậy. Rồi quý cô chú xem kỹ giúp con ha. 1.3 triệu anh ha. Số 3, 1.3 triệu bao ship toàn quốc. Toàn quốc rồi mình đóng kiểu gì anh? Để chắc cặp cái cây sắt vô mình quấn lại quá. Dạ. Rồi 1.3 triệu của cô chú ơi. Cây rất là đặc biệt luôn. Số 4 là một cây liễu đọt đỏ, hay còn gọi là liễu âm dương. Mặt lá trên nó màu xanh vậy. Còn dưới màu đỏ tươi thì rất là đẹp, cho phong thủy rất là đẹp. Dạ, liễu âm dương. Dáng cụm gừng. Dạ. Gừng trên thân. Gừng trên thân. Cây này liễu lá nhỏ ghiên nha, nó có giá trị hơn là liễu lá lớn người ta ghép lá nhỏ. Dạ. Này lá nhỏ ghiên luôn nè, từ dưới đít nó mọc lên nè. Nó có hai loại của chú, cái dòng này thì lá lớn thì nó to lắm của chú, còn này là lá nhỏ anh ha. Lá nhỏ liễu âm dương. Đẹp hơn lá lớn nhiều. Dạ. Rừng trên thân luôn của chú ơi. Có chiều dài nó vậy là 16. Dạ rồi. Ở đây gần lộ xe hơi ồn của chú thông cảm. Thân nó 13. Chiều cao thân chính nó 24. Dạ. Cái mùa gặt đó của chú cho nên mấy cái máy máy gặt nó chạy á. Rồi mã số 4 này tôi lưu là 500.000 bao ship toàn quốc, bao luôn cái chậu vậy luôn. Chậu này là chậu xi măng. 500 thôi anh ha. 500.000 bao ship toàn quốc. Kể ra cái chậu luôn. Dạ rồi, một cây liễu âm dương. Số 4. Dòng này thì con thấy cũng ít có người số 5 là một cây kim quýt bán. Kim quýt dáng cũng cụm gừng trên thân. Nói chung là mình lấy một cái rễ của nó anh ha. Mình làm thành một cái cây ha. Cái này là một cái cây luôn. Một cái cây luôn. Người ta cắt hai thân chính bỏ lấy cái gốc không à. Nó dính liền luôn anh em. Dạ. Cây nó có hai thân. Đây. Hai mặt thẹo. Dạ. Kim quýt thì nó không có một bọng hết em, mình không có lo về cái thẹo của nó. Rồi. Này đo quỳnh đế vậy đi. Quỳnh đế em đo vậy là 45. Dạ bỏ rồi. Mấy cộng này ra trơn luôn nè. Chiều cao. Cao thân chính nó là 13. Dạ. Tính tổng chiều cao luôn tới ngọn luôn là 25. Dạ rồi. Giá sao đây ông anh ơi? À, rồi cây mã số 5 này em báo giá là 650, bao ship toàn quốc. Dạ, khá là quái héo của chú. Định hình mới cái cụm rừng trên thân này thôi. Giờ anh chị mình có thể là mốt nó mọc bên tược, bắt thêm một thân nữa. Hiện giờ nó 6 thân anh ha. 6 thân. Dạ. Rồi 650, bao ship toàn quốc. Dạ, tiếp tục luôn. Thứ 6 là một cây thiên tế. Một cây thiên tế bonsai trong một cái chậu gì vậy anh? Chậu này là chậu bằng cái chậu này gì? Là cái bàn ba cái capuchin gì đó không biết nữa. Dạ. Thiên tế anh em mình chơi thì nên lựa những cây nhỏ mà thoát thân cao vậy ha, chứng tỏ là nó đã tự tách tự thân mẹ ra là khoảng cỡ 3 năm mới được cao. Vậy cao nó 11 tức là tấc mốt. Dạ.
Còn những cây mới tách từ mẹ ra thì có cục đồng do này thì nó rẻ tiền. Cái này cũng có ôm cây con rồi anh ha. À, giá mẫu tử. Mẫu tử là đẹp dễ ý nghĩa nè. Dạ, rồi giá luôn. Rồi cây thương tế mã số 6 này em báo giá 550. Bao ship toàn quốc đi tôi thử cái hoành này nó bao nhiêu. 10. Hoành này 19. Mà chiều cao tới tất 1 là nó dạ lắm rồi nghe nè. Dạ rồi. Mã số 6, 550. Bao ship toàn quốc. Rồi tiếp tục giúp em luôn. Số 7 mình có cây gì đây? Số 7 đồng cây sam trái. Ủa cây này là cây sam trái anh hả? Sam núi trái. Này mới lãi lá vô dây nè, lú xanh xanh nó mấy một hai chỗ nè, lú xanh hết trơn nè. Dạ. Bao sống anh em nè, lú lự hết trơn nè. Dạ rồi. Sam núi trái thân thì nhỏ thôi nhưng mà có cò độc lắm, già dữ lắm rồi. Dạ. Thân thì cỡ một út làm rồi. Dạ rồi. Ngang này khoảng 2 tấc. À, chỉ cành đầy đủ hết trơn anh ha, chỉ cành già. Già dữ lắm rồi. Lú đọt ngon lự cho này, khi tới nơi là bảo đảm em là lú xanh hết. Rồi, rồi mình cho giá cây này luôn. Số 7 là 500 ngàn, bao ship toàn quốc luôn. 500. Cây này chắc cho trái rồi hả anh chọn? Từng có trái rồi. Dạ rồi. 500 thôi quý cô chú ơi. Số 8 là một cây quà giấy sát pháo. Ủa giấy sắt phá mà sao anh thấy nó màu trắng anh? Cái này người ta ghép được bo màu trắng rồi nè. À ghép một bo màu trắng. Mấy bo này thì màu gì rồi em cũng chưa biết nữa. Nhưng mà thân là thân sắt pháo green. Dạ. Ghép màu trắng nè quý cô chú. Sắt pháo mà ghế nó được điệu vậy là cũng là thuộc dạng đẹp lắm anh em. Giống như là đây, giấy bỉ vậy anh ha. Cái cũ đó giống như giấy mỹ vậy nhưng mà không phải heo chú. Lắm. Cái này là thân sắt pháo đây. Thì đây tôi đường lũa xuống đây. Giấy mỹ thì da nó láng của cô chú. Đây, đũa ở đây. Còn đây xuống khoảng một ngón tay. Dạ. Rồi đo giúp em luôn. Chiều cao nó 49. Hoành nó tính 27 đi. Dạ. Rồi mã số 8 giao lưu là 600 ngàn, bao ship toàn quốc, rút chậu ra khi đi rút chậu này kìa. 600 anh ha. 600 ngàn thôi. Sát pháo có ghép một nhánh màu trắng anh ha. Còn máy này thì màu gì em cũng chưa có rành, chưa biết nữa. Rồi. 600 ngàn, bao ship toàn quốc mã số 8. Số 9 là một cây cần thăng. Dạ, một cây cần thăng. Thăng này nhỏ thôi mà cũng già dữ lắm rồi. Em coi cái mấy cái cành nhánh đó nè. Già nổi móc lên luôn nè. Dạ. Còn nhánh mà nó còn non là cái nhánh này nó xanh lè, xanh lét như là cọng đậu mình vậy đó. Dạ rồi. Đây nó coi dần dâm á, dày đặc hết trơn. Dày đặc cứng ngắc anh ha. Xương khá là già của chú ha. Cây này có chiều cao là 35. Ăn vậy nó là 45. Bành cũ đặt chỗ này. Rồi 26. Dạ rồi. Bành thân đây nó 17. Dạ. Chung là một cây cần thăng rồi, rất là dài. Mã số 9 này em báo giá là 850 ngàn, bao ship toàn quốc kể cả cái chậu nhựa này luôn, bao rồi nguyên vậy luôn. 850 hả chú ơi, bao già luôn, ba xương chi đây. Tròn mịn ha. Hoàn toàn là đầy đặn, không có thẹo gì hết. Mặt cắt này còn xíu nó còn cỡ phân nữa là bít dịch luôn nè. Dạ. Không biết cái độ già nó cỡ nào đó. Dạ rồi. Đây là không có thẹo luôn. 850 anh ha. 850. Mã số 9. Dạ mình tiếp tục luôn. Số 10. Số 10 là một cây kim quýt. Trong cái chùm cắt luôn anh hả? Này chùm này bằng đất nung. Mình về mình phối ha, anh phối cho cái cây luôn anh chọn ha.
Cái này nó nằm chậu vậy, em mới cắt bỏ vô cái chùm này nè. Dạ. Cây thường chậu hết trơn rồi. Cũng khá là độc đáo ha cô chú. Bộ rễ quái lắm, kiểu quýt ít, ít ai làm lắm, siêu tầm được cây gì là cũng khó lắm. Phô cái bộ rễ này lên luôn anh ha, phô thẳng cái bộ rễ cao này lên luôn. Giống như cái những cái hồng ngọc mai vậy cô chú ha. Giống như cái rễ hồng ngọc mai vậy đó. Mà kim quýt thì cũng khó. Cái này hoàng thân nó có 8 à. Dạ hoàng thân 8. Chiều đổ vậy nó 45. Tính chiều cao từ mặt chậu lên ở đây là nó 35. Dạ rồi. Một cái chùm anh tự cắt luôn ha anh chọn ha. Mày mới cắt hồi sáng nè. Cắt gấp cũng cắt đại chứ không có dạ. Được gì mấy. Rồi. Bộ rễ khá độc đáo hay vui chú. 700 ngàn em bao xếp toàn quốc kể cả cái chùm vậy luôn. 700 luôn cái chùm mà bao ship luôn hả cô chú. Chiếc này cũng nặng lắm, này 7-8kg, 5-6kg gì vậy. Dạ. Rồi ủng hộ cho anh chọn quý cô chú ơi. Dạ rồi, tiếp tục giúp em luôn. Cũng công phu lắm cô chú ơi, nội mình lôi cái máy cắt ra, mình cắt cái chùm không cũng cả buổi anh à. Cắt cũng mấy tiếng hồ ạ. Dạ. Rồi vô cái cây một cây thấy gần. Mã số 11 là một cây khế gân cũng dài dữ lắm rồi. Khế gân em thấy cây này thì nó nhỏ thôi nhưng mà nó già à, giống như là cây cổ thụ mà thu nhỏ vậy cô chú. Này em bẻ theo dáng lối là tàn tự nhiên, tứ diện mình chơi trái thôi. Dạ. Không có bài bản gì. Cây này cái phôi này không nhiêu tiền mà để nuôi được cái nè, đang coi cái cạnh nó bằng tay cái vậy nè, đọt nè, đọt ngọn này, ngọn nuôi nè. Dạ. À. Rồi một cây dáng hai thân phơm tàn thiên nhiên anh ha, tàn thiên nhiên. Rồi. Về rồi, mình có thể tùy chỉnh lại. Cao là 64 ngang cũng 64 luôn. Dạ, cây nhỏ mà chi cành lớn hết trơn heo chú, đầy đặn. Kẹo nó cuốn rồi nè. Dạ. Cũng liền luôn à. Rồi có tổng cái hai thân như vậy và nó 32. Dạ. Một thân nó là 21. Rồi cái bầu này nhiêu anh, cái đường kính bầu này nhiêu à, cho chú xem luôn. Đường kính bầu này nó 30. Dạ. Không một lỗ gì hết héo chú, không một không bọng một bọng. Cây này cũng nằm chậu mới bứng ra nè. Dạ, giá sao đây anh chọn ơi. Rồi mỗi một giao lưu giá là 1,5 triệu bao ship toàn quốc là không có chậu nè anh em. Khế gân rất là già của cô chú nè, lên những cái đoạn nu nu xù xù luôn à. 1,5 triệu anh ha, bao ship toàn quốc luôn. Này cũng đóng vô cái thùng rồi ha anh ha, đóng khung sắt rồi, đóng cái khung rồi. Đổi giúp em luôn ha. Dạ. Rồi mã số 12 là một cây lê kiêu ma. Mấy nào mà miền Trung, miền Bắc thì gọi là cây trứng gà đó. Dạ. À, em thấy đặc biệt cây này là nó có bông luôn anh hả? Có bông luôn. Cây nhỏ nhưng mà đang cho hoa luôn cô chú. Đây. Lê kiêu ma. Cây này nhỏ mà dài lắm rồi. Dạ nó mới có bông được như vậy. Bông này khi đi tới nơi nó rụng hết nghe anh em, về anh em mà vô chậu rồi tưới nước rồi bỏ phân vô nó sẽ có bông lại. Mình trồng lại anh ha thì có bông lại, có bông khác. Dạ rồi. Cây này hoành thân nó 15. Dạ 15. Tính chiều cao tới cái thân chính này thôi là 36. Dạ rồi. Có cái co lắc rất là độc nè. 2-3 đoạn anh ha, nó lắc 2-3 đoạn ha. 1-2-3 đoạn. Này là nuôi nó cắt giật nè. Dạ. Đây rồi lên đây cắt giật nè cái này nè. Rồi giá sao đây anh chọn ơi. Số 12 này là 900 ngàn. Em bao ship toàn quốc 900 anh ha. À, đảm bảo là cho trái rồi heo chú ha, có trái bông có bông không phải bông ngắn vô. Dạ rồi đây đế cũng đều anh ha, đế cũng đế khá cũng đều tương đối chơi được. Dạ. Mã số 12 900 ngàn. Dạ rồi, đổi giúp em luôn. Mấy cây này nhỏ nhỏ mà nó có bông có trái thì giống như cây nó bị như bị đài trong chậu. 13 là một cây seri. 13 à, một cây seri nhỏ rất là độc đáo. Cây seri miền Tây của mình. Rồi seri miền Tây nuôi cắt giật nè. Dáng này cũng khá quái anh ha. Đây có thẹo mà vòng vòng đây là không có tột nè anh em.
chiều cho nên mình coi nè, da còn tươi xanh nè. Rồi. Rễ này vậy là cũng đẹp lắm rồi đó. Này là hàng tự nhiên của chú à. Cây có chiều cao là 45. Dạ. Khoảng thân 21. Dạ rồi. Đo đế luôn không anh? Đo rễ luôn. Rễ này nó giống như là mấy cái củ bông giấy vậy anh ha. Giấy Mỹ vậy đó. Như giấy Mỹ vậy đó. Hoành đế này là 43. Mấy này mà series này mà mấy cái này nó kín cái tàn của chú, cái nó cho trái nó treo dưới này anh ha. Cái hoa nó giống như là hồng ngọc mai vậy của chú. Cái này anh em vô trụ bự mấy nhánh này nó già lại là có bông, mà series này nó dễ có bông lắm. Dạ. Dễ có trái lắm. Đế quái luôn, thân cũng quái. Này là series miền Tây, series xưa mình nè. À. Được tạo dáng tự nhiên, không uốn thân, không quấn rễ gì hết. Dạ rồi, giá luôn anh chọn. Rồi mã 13 này em giao lưu giá là 850.000, em bao ship toàn quốc. Dạ, 850.000 anh ha. Được, mã số 13. Nút dây nè. Dạ, thân ở trên này nó cũng rất lượng anh ha. Hai mặt đều nhìn được. Tiếp tục mã 14 anh ha. Bông giấy dạng hoa lầu hay còn gọi là tím huế. Tím huế. Vạn huê lầu anh ha. Vạn hoa lầu. Mã 14 anh ơi. 14. Là một cây hoa giấy dạng hoa lầu. Dạ. Ngoài Bắc thì gọi là tím huế đó. Nó đây. Đang có hoa nè anh ha. Đây mặt bông ở đây, màu tím rất là đẹp. Dạ, cái này là bông mới nhú nha quý cô chú, chưa phải là bông rộ. Cây này thì nó có cái khuyết điểm là có cái đường lũa ở đây. Lũa bề ngang khoảng 2,5 phân, dài khoảng 2 tấc ở đây. Dạ. Rồi. Cây nó có chiều cao là 92. Dạ rồi, cao 92. Hoành thân là nó 18. Dạ, hoành thân 18. Rồi, mã 14. 14 này em cho lưu giá là 500.000, bao ship toàn quốc. Em rút chậu này ra. Cây này rất là lắc anh ha, lắc nhiều đoạn lắm cô chú, nó thân nó đi khá độc đáo. Này vậy anh em mình vẽ rủ rủ xuống trên bông rất là đẹp. Chơi liễu rủ anh ha. Phái phong cao này mà lắc cái kiểu này mình chơi liễu rủ á cô chú. Đẹp. Mình chơi rủ đủ hướng hết. 14. 500 thôi anh ạ. 500.000 thôi, bao ship toàn quốc. Dạ rồi, đổi giúp em luôn. Bốn tới 15. 15 là một cây kim quýt mini. Rồi, một cây kim quýt mini. Đang vô ép chậu lâu rồi anh ha. Cây này thường chậu rồi. Thường chậu luôn. À, chỉ cần đầy đủ cho ha, liền lạc. Hoành thân thì nó cỡ kim quýt mình thôi. Dạ. Chậu này cũng đẹp anh ha. Chậu này màu xanh ngọc. Chậu men à. Chậu Bình Dương vậy nè. Nằm chậu 15. Cái chậu nó 15. Chiều cao nó 19. Dạ. Ngang nó 24. Rồi. Có rễ quấn quái lắm nè. À. Cục nè. Một cục luôn ha. Cục quấn quái. Ôi, mã 15 này em đi lưu với giá là 550. Bao ship toàn quốc để rất, cái chậu này luôn. Rất là liền lạc luôn anh chọn ha. Không có cái này không có mặt cắt không có gì hết, nhưng vô cây cây nhỏ từ dưới lên. Rồi cho em mượn cái cũ dưới này vô độc lắm của chú ha. Đó. Này mà cho trái nó dài trái cái đẹp nữa anh ha. Cây này là từng có trái hết trơn rồi. Dạ. Nhỏ mà nó dài lắm rồi. 550 anh ha. 550. Bao ship toàn quốc để đổi luôn. Chậu luôn. 16 cũng là một cây kim quýt luôn. Một cây kim quýt dán đổ anh ha. Kim quýt dán đổ. 600k của chú ơi. 600 ngàn kể cả cái chậu này luôn. Kể cả cái chậu luôn. Con cái trái này. Có trái luôn nè. Có trái. Đây có con trái nữa nè. À, nói chung là mấy cây này cây già hết trơn anh ha. Cây già trái hết rồi. Cây này hoành thân thì đứng cỡ ngón chân cái mình thôi. Dạ. Chiều đổ giúp em đi. Chiều đổ nó là 37.
Cái này em báo với anh em là cái này cái rễ nha. Cái rễ người ta ghép cái bo này vô nha, chứ không phải là cái cây gin nha. Cái rễ kiên quýt á. Người ta cũng ghép kiên quýt vô luôn. Là nhưng mà cũng riêng nó luôn chứ không phải là kiên quýt gì khác ha. Kiên quýt ghép kiên quýt luôn. Kiên quýt ghép kiên quýt luôn. Cái rễ nó đâu có lên mầm được, buộc phải ghép thôi. Dạ. Nhưng mà ghép này lâu lắm anh ha, lâu dữ lắm rồi. Mấy năm trời mới tạo được cái bộ tàn hay gì. Rồi, 600. 600 ngàn là bao ship. Chậu này là chậu men rạn luôn quý chú ơi. Chậu gốm. Men chậu này thì cũng mấy chục ngàn cái thôi. Dạ. Rồi. 16. 600 ngàn bao ship toàn quốc. Số mấy đây anh? 16. 16 ha, 17 là cây gì? 17 là cây gừa ôm đá. À một cây gừa. Cái gừa này là cây gừa mình nghe, chứ không phải gừa bông anh em. Không phải gừa Đài Loan anh ha, gừa thường mình, gừa miền Nam. Dạ. Ôm cục đá gì cũng không biết nữa nè. Đá này cũng vàng vàng chứ không đá gì, chứ không phải đá xanh nha. Dạ. Cây này mai mốt nó già nữa, thời gian nó cho trái anh ha. Nếu mà cây này có trái nữa rất là đẹp luôn. Cây nhỏ này mà được ôm cục đá này là mấy năm trời nó được bám cứng ngắc vậy luôn rồi nè. Bám tròn xe luôn ha. Rồi. Thân thì nó cỡ ngón tiên cái mình thôi. Cây này liên lạc đẹp lắm quý cô chú. Chiều đổ nó là 36. Nó hoành luôn cục đá vậy. Đặc biệt là cái công phu mà ôm đá này nè. Hoành tổng nguyên cục đá vậy luôn là 39. Dạ. Đó, để được ôm cục đá này cây không phải đơn giản luôn. Rồi. Mã 17 này mới lưu giá là 1.4 triệu bao ship toàn quốc. 1.4 triệu anh ha. 1.4 triệu. Cây gừa lớn thì nhiều lắm nhưng mà mấy cây nhỏ nhỏ cái này mà liên lạc ôm đá đẹp cái này cũng ít luôn ha. 17. Liên lạc lắm. Rồi, đổi giúp em luôn. Rồi rất mong quý cô chú xem kênh, ủng hộ kênh, đăng ký kênh ha quý cô chú. Đấy, 18 ủng hộ nhà vườn. 18 là một cây hồng quân. Hồng quân anh ha. Hồng quân cây này cũng ít có trên thị trường đó. Cây hồng quân là cái cây mà cái trái nó mình nó chín nó đen đen cái mình giò chú. Nó giống như trái nho mình muốn ăn mình phải giò cho nó mềm mới ăn được. Ăn nó chua chua ngọt ngọt. Chua ngọt. Trái này hồi nhỏ ở dưới quê thường ăn nhiều quý cô chú ơi. Bây giờ thì người ta quay lại chơi kiển, chơi cũng khá nhiều. Xu hướng bây giờ là trái nó rất là đẹp. Đa số người ta chơi kiển ăn trái là nhiều. Dạ. Chơi nó không có bị rớt giá. Cái cây này con thấy nó có cái củ nha, cái củ đế đều, chỉ có thiếu đèn cộng đế mà vẫn có đế nhỏ nè, mà chỉ lớn lên là đế đều gan bốn mặt luôn. Cái này cũng có thấy dây kiển anh ha, này lên bắt cái chi đây ha, ở đây trên này nó có đầy đủ chi cành hết. Em tạo cũng sơ sơ định hình nè, đây cành một nè, có nè, đây cành gớt nè, cành phong có luôn nè. Dạ rồi, ngọn, ngọn ha anh ha. Rồi giá, ổ lộn đo thông số giúp em luôn. Chị cao nó là 71. Hoành thân nó 19. Rồi, đo cái củ to to đó giúp em luôn đi. Tròn đó. Củ này nó 32. Dạ, 32. Đế đẹp luôn ha cô chú. Đế này nó còn nở chẹt kia đó, tại vì mình cây hồng quân. Mã 18 này em vô lưu giá là 1.1 triệu. Bao ship toàn quốc. Ít có thấy lắm nha cô chú, đây là lần đầu tiên con quay cây này luôn á. Bao ship bao sống cho anh em luôn, này giờ anh em để trong mát cứ khoảng một tuần lễ là nó ra đọt liền. Trái nó chín, nó rất là sai trái của chú, chín rất là đẹp. Cây này cũng từng có trái rồi nè. Dạ. 1.1 triệu anh ha. Bao ship toàn quốc luôn. Nếu anh em nào có yêu cầu thì em sẽ gửi cái hình nó đang có trái cho anh em coi luôn. Dạ rồi, có hình trái luôn anh ha. Đây, cái bầu ảnh bứng khá to nha cô chú, dày to, giữ cây khỏe cho mình. Rồi. Đang nằm bầu 39. Dạ. Bầu được kính 39. Rồi giá 1.1 triệu anh ha. Bao ship toàn quốc. 18. Dạ. Tiếp tục luôn anh ơi. Số 18. Ảnh sưu tầm những cây độc độc quá quái cho mình giao lưu. Đây me. Chú ủng hộ cho anh. Mười chín. Rồi một cây me. Cây me này. Mà có cái gọng chữ C rất là ngặt nè. Đơn giản thôi, không có quấn thân quấn rễ gì hết. Rồi. Đó. Mấy cái nhánh này chỉ bằng cái chiếc đũa mình thôi. Nói chung là cây này cũng mới phôi nuôi mới lên thôi. Chữ C thì nhiều nhưng mà chữ C này khá độc đáo anh ha. Chơi này ngặt lắm à. Ngặt. Rồi. Bo tròn do. Đo tuốt trên đây luôn, bởi đây nó bự hơn mà đút thước vô đây đo không được. Đo tuốt trên đây nó 13 nè. Dạ rồi.
Cây này nhỏ gọn mà đẹp. Cao nó 19. Dạ rồi. Thử mình dài vậy nó 15. Dạ. Rồi cái mai nằm vô lưu giá là 400 ngàn à. 400 thôi anh ha. 400 ngàn bao chiếc nguyên cái chậu vậy luôn nè. Hai chậu cái mình chơi, mình lợp rồi lại mình nuôi thêm nha quý cô chú. Đó. Cây này khoảng vài tháng nữa là mấy cái chi này nó cũng to lên từ từ anh ha. Me thì nó cũng mau đó. Cuối năm nay là mình có tác phẩm độc đáo mình chơi quý cô chú ơi. 400 ngàn, em bao ship toàn quốc nguyên cái chậu vậy luôn. Dạ. 400 anh ha. Rồi 400. Dạ đổi giúp em luôn. Rồi. Mã 19 cũng là mã cuối clip hôm nay. Hết luôn anh hả? 19 lấy xuống 19 cho đẹp chút xíu. Rồi. Rồi cuối clip cũng rất mong được sự ủng hộ của chú bác anh em cũng giống như những clip trước. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Dạ rồi em cũng chào anh luôn, con cũng chào quý cô chú. Quý chú yêu mến nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho kênh bonsai Lộc Tỉnh Tây nha quý cô chú. Con xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú.